Minh Hằng không quan tâm đời sống của Ngọc Trinh, hé lộ lời nhắn bí mật của nữ hoàng nội y trong lần đầu hợp tác. Chị không biết là đời sống của Trinh như thế nào, tại vì thật ra là chị vẫn chưa có cơ hội mà đi chơi hay là đi ăn uống hay đi cà phê với Trinh ở ngoài đời. Tới thời điểm hiện tại bây giờ, trừ khi là lúc mà gặp nhau về công việc, nhưng mà chị thấy Trinh rất là quyết chiến, và những gì mà Trinh muốn thì chắc chắn là Trinh sẽ cố gắng hoàn thành nó với khả năng của Trinh. Lúc mà những ngày đầu mà chưa có gặp Ngọc Trinh á, thì Ngọc Trinh đã nhắn tin cho chị rồi. Ngọc Trinh nói là chị ơi, phim khó quá, nên là trong lúc quá trình quay chị chỉ dạy em được không? Chị nói là được, không có gì đâu. Hay là một phần đó là bác đảng rất là giỏi, khi mà lựa một ai đó đó thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy được là người rất là phù hợp với là cái dự án, và em chỉ cần tự tin thôi, đừng có lo lắng. Và khi mà ra phim trường chắc chắn là cảnh quay đầu tiên thì Trinh cũng hơi sợ chị tại vì cũng vì bạn bị khớp, nhưng mà sau đó thì mọi thứ đều mình giải tỏa cho Trinh, và mình nói cho Trinh biết là thật ra là Trinh rất là hợp vai.